chưa đến 100.000 cho tấm nhựa lam sóng ốp tường trần của Haroma màu vân gỗ óc chó đẹp như thế này. Và tấm được thiết kế dạng hẻm khóa âm dương nên khi thi công các anh chị em nhà mình chỉ việc nắp ghép hẻm khóa như thế này tạo thành một khối nhìn như là gỗ tự nhiên nhưng không phải gỗ nha mọi người. Có khả năng chống ẩm mốc, chống muối mọt, chống công vinh, khắc phục toàn bộ những nhược điểm của gỗ tự nhiên mà tuổi thọ của nó lên đến trên 20 năm. Các anh chị em nhà mình ơi, và đây mọi người cùng nhìn quan sát với Hạ này. Tấm có kích thước bản rộng của nó là 15cm, chiều cao của sóng là 12mm và chiều dài của sóng nhà Haroma sẽ có là 3m hoặc là 3,5m phụ thuộc vào từng công trình của nhà mình. Thì chúng ta thi công không cần phải nối tấm. Tấm lam sóng này chúng ta có thể ốp cho tường hoặc trần nha mọi người nha. Mặt sau của nó sẽ là những cái nhựa nguyên sinh như thế này kết hợp bột đá với hạt nhựa nên có khả năng chống ẩm mốc như Hạ vừa nói ở đầu video. Còn mặt trước của nó thì sẽ là những cái thớ vân gỗ đẹp như thế này tạo cái tính thẩm mỹ cũng như là cái không gian nhà của chúng ta sẽ vô cùng là đẹp. Giá thành rẻ hơn những cái dòng vật liệu gỗ tự nhiên rất là nhiều lần. Và đây là mặt cắt của nó, mình sẽ lên cho anh chị em thì mình xem này. Những bác thợ thi công dòng vật liệu này sẽ tiết kiệm thời gian thi công hơn do là thiết kế dạng hẻm khóa âm và hẻm khóa dương. Đó, chỉ việc nắp ghép với nhau thôi. Và với những cái ngôi nhà như nhà của Việt Nam mình ấy, tường đã bị cũ, bong chóc và ẩm mốc rồi, hoàn toàn có thể sử dụng tấm nhựa lam sóng của Haroma, vừa khắc phục được ẩm mốc mà lại tạo điểm nhấn cũng như làm cho không gian của chúng ta trở nên vô cùng là đẹp mọi người ạ. Hạ có để cái file báo giá toàn bộ tất cả những cái mặt hàng mẫu mã cũng như dòng tấm nhựa lam sóng này ở trong phần mô tả. Anh chị em như mình chỉ việc điền email vào đấy và tải toàn bộ tất cả những vật liệu mới của Haroma, tấm nhựa lam sóng, tấm nhựa nano, PVC vân đá, ốp chân tường sàn cho nội và ngoại thất, những dòng vật liệu mới xu hướng có ở trong bảng báo giá nha mọi người nha. Và hàng tuần thì Hạ sẽ còn cập nhật liên tục những thông tin về dòng vật liệu mới qua email tới các anh chị em như mình. Đừng quên ấn đăng ký kênh để liên tục nhận được những thông tin từ Haroma nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em mình trong những video tiếp theo.